Thấy anh đi Mỹ mà cắt cái hình sơ đầu đẹp quá anh Hòa, mà tóc em bây giờ dài, đang tính kiếm cái cắt này, bây giờ anh dẫn em qua chỗ đó. Ôi, anh là chuyên môn cắt bên Chí mà, bên đó là nổi tiếng lắm. Đúng rồi, vũ trí hình đẹp lắm á, vũ trí hình đẹp lắm. Nè, có fanpage nè, cắt đẹp, à, có Facebook luôn. Nổi lắm, chỗ này luôn em. Hình độc không anh? Hình đẹp hình không? Hình độc quá, hình độc quá. Hình độc không à, bên đó chuyên nổi tiếng cắt nam mà. Khó làm không anh? Ừ. Bên đó anh làm hình này đẹp nè. Cắt đâu mấy anh em, cắt đâu? Dài quá rồi. Có tắt tím luôn á. Tóc bên đang ngắn nè, tính làm này vô nè. Đó, tính làm này vô. Đó, hai chỗ này nè. Đó, vô đây nè. Đẹp 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 đẹp. Ok anh em mình đi luôn không? Chứ giờ trễ chưa trưa rồi, đi qua đó đi qua Chí làm luôn. Đi đi đi. Đi đi. Biker của chúng tôi đã đến với Hair Barber Shop Vũ Trí
và được các anh em tổng cố tóc ở đây đã tạo ra những kiểu tóc rất là đẹp. Các bạn có thể thấy cái kiểu tóc của tôi nhìn rất là mạnh mẽ và cá tính. Tôi rất là hài lòng với kiểu tóc cắt tại đây. Và đặc biệt tôi muốn mời một người em là người mà sáng nay đề xuất cái bộ cắt tóc này để mọi người có thể coi thử ạ. Mời em Andy. Em có thấy hài lòng với cái mái tóc ngày hôm nay không? Hài lòng anh. Dạ. Anh cảm thấy là anh đã giới thiệu cho em đến một cái chỗ rất là đúng, đúng không? Em có thể quay lại cho mọi người coi. Các bạn có thể thấy là một kiểu tóc rất là nghệ thuật và rất là nhìn rất là phức tạp, kỳ công. Nhưng mà các anh em tạo mẫu tóc tại Hair Barber Shop Phú Quý đã tạo một kiểu tóc rất là nhìn rất là mạnh mẽ và thời gian cũng rất là nhanh, không có mất thời gian quá nhiều. Xin mời các anh em khác. Cảm ơn em, đây là mạnh mẽ. Các bạn có thể thấy là đôi khi chỉ có một cái nét cắt rất là nho nhỏ thôi, chỉ để khắc họa nhẹ lên thôi, nhìn nó không quá, nhưng mà nó là tôn cái vẻ đàn ông và nam tính lên. Rất là cảm ơn Hair Barber Shop Phú Quý rất là nhiều. Mong rằng các bạn có dịp tới đây để tạo được nét cá tính của mình và có thể trải nghiệm như là những điều tuyệt vời như anh em chúng tôi ngày hôm nay. Yeah. Yeah. Anh làm đẹp cho chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn các anh rất nhiều. Xin cảm ơn các anh rất nhiều. Yeah.